xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Studio. Và đây là bản tin Tech News ngày 28 tháng 11. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, XZ4 là mẫu điện thoại Android cao cấp có thể được giới thiệu vào năm sau của Sony với cụm camera kiểu mới. Theo Alex thì tài khoản mạng xã hội chuyên dò dỉ các công ty công nghệ thì đã chia sẻ đoạn video được cho là Xperia XZ4 và dự kiến được Sony giới thiệu tại triển lãm Mobile World Congress diễn ra vào tháng 2 năm sau. Có thể thì màn hình lớn sẽ lên tới là 6,5 inch, nhưng thiết kế của XZ4 trong điều kiện không có màn hình tai thỏ và cạnh tràn. Dù phía dưới thì vẫn có cái viền hơi dày một chút và sự chú ý tập trung nhiều hơn vào mặt lưng với cụm 3 ống kính tương tự như Huawei P20 Pro. Cùng với đó, chúng ta sẽ có hệ thống camera phía sau của XZ4 được đặt dọc và nằm chính giữa. Một chi tiết đáng chú ý khác là cảm biến vân tay không ở mặt sau, khiến nhiều người dự đoán rằng XZ4 sẽ có thể sử dụng cảm biến vân tay trong màn hình. Công nghệ cảm biến này thì đã xuất hiện nhiều trên smartphone của Trung Quốc nhưng mà chưa được Samsung và Apple sử dụng. Hiện tại thì XZ3 đã được ra mắt tại triển lãm IFA hồi tháng 9 năm nay, là smartphone cao cấp nhất hiện nay của Sony. Model này thì vẫn chưa có mặt ở Việt Nam, dù XZ4 đã sắp chuẩn bị ra mắt rồi. Các bạn thân mến, đầu năm 2018 như thường lệ thì Samsung đã giới thiệu hai chiếc smartphone flagship của họ là cặp đôi S9 và S9 Plus. Được gọi là smartphone flagship bởi đây đều là những chiếc smartphone cao cấp hàng đầu của hãng và là chủ lực trong chiến lược kinh doanh của họ và chiếm phần lớn trong doanh số hàng đầu. Đầu năm tới đây, năm 2019 thì Samsung dự định là sẽ thay đổi chiến lược của mình và sẽ chuẩn bị ra mắt tới 5 chiếc smartphone flagship. Đây là một con số ấn tượng và chưa từng có nhà sản xuất nào trên thế giới có thể làm điều tương tự. Và theo báo cáo của Wall Street Journal, thay vì là 2 phiên bản của Galaxy S10 như thông thường thì Samsung sẽ ra mắt tới 3 phiên bản với kích thước màn hình là 5,8 đến 6,4 inch. Và Galaxy S10 cũng sẽ có thiết kế hoàn toàn mới so với S8 hay là S9. Bên cạnh đó thì sẽ có một phiên bản Galaxy S10 đặc biệt với tên mã là Beyond X. Chiếc smartphone này thì sẽ là chiếc smartphone đầu tiên của Samsung được hỗ trợ mạng 5G, có màn hình lên tới là 6,7 inch và trang bị tổng cộng là 6 camera, 2 trước và 4 ở phía sau. Và phiên bản Galaxy S10 5G đặc biệt này có thể sẽ chưa được bán ra do Samsung phải hợp tác với các nhà mạng trên thế giới vào ứng dụng thực tế 5G. Và chiếc smartphone này hứa hẹn sẽ được trang bị RAM là 12GB và dung lượng lưu trữ lên đến 1TB. Và chiếc smartphone flagship thứ 5 của Samsung đã ra mắt vào đầu năm sau chính là chiếc smartphone màn hình gập. Và Samsung đã công bố chiếc màn hình gập Infinity Flex trong một sự kiện gần đây. Và hứa hẹn thì chiếc smartphone này sẽ được ra mắt tại MWC 2019 diễn ra vào tháng 2 năm sau. Một giờ gì mới đây thì đã tiết lộ thông số kỹ thuật của chiếc Galaxy A8s. Samsung đã đề cập đến chiếc smartphone này tại sự kiện giới thiệu Galaxy A9 hay là A6 ở Trung Quốc khoảng một tháng trước. Các thông tin gần đây thì cho thấy là A8s sẽ có thể trở thành chiếc smartphone đầu tiên của Samsung sử dụng màn hình Infinity O vừa được giới thiệu của Samsung tại hội nghị các nhà phát triển của hãng cách đây vài tuần. Còn theo tin đồn mới nhất thì Galaxy A8s sẽ sử dụng màn hình LCD Infinity O FHD cộng 6,39 inch. Màn hình này thì được sản xuất bởi BOE của Trung Quốc. Nguyên nhân mà Samsung chọn đối tác này thay vì là tự sản xuất màn hình bởi vì Galaxy A8s vẫn còn là một điều bí ẩn. Và với tiềm lực của mình thì công ty Hàn Quốc có khả năng tự tạo ra được các cái màn hình có độ phân giải cao và họ cũng có công nghệ cần thiết để khoan một cái lỗ trên để bố trí camera cho thiết bị. Các thông số kỹ thuật khác của Galaxy A8s sẽ bao gồm bộ vi xử lý Snapdragon 710, RAM 6GB và bộ nhớ lưu trữ là 128GB. Thiết bị nhiều khả năng thì sẽ sở hữu một cái hệ thống 3 camera ở phía sau. Camera trước là 24MP nằm trong một lỗ nhỏ có đường kính là 6,7mm trên màn hình và được dự đoán là sẽ có kích thước là 59,11 x 74,88 x 7,3mm và pin là 3400mAh và dự kiến thì sẽ được bán ra vào thị trường vào tháng 1 năm sau với màu gradient xám và đen. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi X Studio và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.